Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay một cái lưỡi gạt mưa. Lưỡi cao su gạt mưa. Chú ý là chỉ thay lưỡi cao su thôi nhé, không phải thay cả cái cần sắt như này. Nhiều bạn không biết thì cứ thay cả cái cần sắt như này rất là lãng phí, trong khi mà lưỡi mòn mình chỉ cần thay cái lưỡi này thôi. Thì cái lưỡi này ở ngoài thị trường đâu đó khoảng dưới 100.000 thôi, tùy từng loại size của từng xe. Thì để xác định xem là cái lưỡi của mình là cái cỡ nào thì các bạn có thể nhìn cái thông số ở trên cái lưỡi gạt mưa này. Đây mình để gần cho các bạn xem. Hơi khó lấy nữa. Đây, ví dụ như cái lưỡi này thì nó dài 650 mm. Đấy, đây là cái lưỡi dài. Còn đây là cái lưỡi ngắn, lưỡi bên phụ. Thì đây, kích thước của nó là 450 mm. Thì các bạn cứ nhìn cái thông số này và ra cửa hàng bảo họ bán cho cái lưỡi với kích thước như này thôi. Ngoài ra thì có nhiều trên thị trường có nhiều loại cần khác nhau. Đây là cái cần 3 đoạn, cái xương 3 đoạn. Thì cách lắp các cái xương thì nó cũng tương tự nhau thôi, không có gì khác biệt cả. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách để tháo cái cần gạt mưa và thay lưỡi nhé. Để tháo cái cần gạt mưa thì mình cần một cái tô vít. Nó có một cái lẫy này, mình vật nó lên, vật cái lẫy ra lên. Đây là cái tay này là chữ U, có nhiều loại tay khác nhau, nhưng mà đây là tay chữ U là phổ biến nhất. Thì sau khi mà gạt cái lẫy lên, các bạn kéo xuống, đóng mạnh xuống. Đó, nhấc cái cần gạt mưa ra. Các bạn lưu ý là mình phải chuẩn bị thêm một cái khăn, mình kê chỗ này. Sau khi tháo cần gạt mưa, mình thả cái tay sắt này xuống. Chú ý là phải có một cái khăn. Cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà rất quan trọng. Nếu các bạn không có khăn mà để như này, nhỡ may là cùa tay vào là đập sẽ là vỡ kính. Nhiều các bác thợ cũng không để ý đến những cái chi tiết nhỏ này. Các bạn tháo cần gạt mưa xong là các bạn đặt xuống cái khăn này, chứ đừng để như này. Để như này chúng ta khi thao tác có thể vướng cùa tay và nó sẽ đập vỡ kính. Ok, bây giờ mình sẽ phải tháo cái lưỡi cũ ra. Thì mình dùng một cái kìm. Các bạn chú ý ở hai cái đầu này nó khác nhau nhé, hai cái đầu của cái cần gạt mưa này nó khác nhau này. Thì mình sẽ phải tháo từ cái đầu này. Ở đây nó có một cái ngoàm, một cái rãnh, nó kẹp, nó giữ cái lưỡi này. Thì mình sẽ tháo từ cái đầu này, chứ đầu này thì không có. Đấy, mình dùng cái kìm, mình bóp chặt hai bên này và rút ra. Đấy, sau đó mình cứ rút cái lưỡi cũ ra, cứ thế rút ra thôi. Thì ở cái lưỡi cao su này nó có hai cái thanh sắt hai bên, mình sẽ tháo anh sắt này ra. Đó, bên này cũng tương tự.
Đây là cái lưỡi cao su cũ của nó, nó bị mòn rồi, mình bỏ đi thôi. Và mình sẽ thay bằng cái lưỡi mới đây. Đây là cái lưỡi mới. Thì lắp vào thì ngược lại thôi, bạn sẽ lắp hai cái sắt này vào trước. Ở cái lưỡi này nó có ba cái rãnh này, thì cái sắt mình sẽ lắp vào cái rãnh này ngoài cùng này. Lắp vào một vuốt thẳng này. Chú ý ở cái sắt này, nó một đầu nó sẽ có các cái rãnh này, cái gờ này. Mình sẽ lắp vào cái đầu bên cao su, nó có cái rãnh này nhá. Các bạn đừng lắp ngược. Lắp ngược là khi mà dùng nó sẽ bị tuột ra đó. Tiếp tục mình lắp cái xương này vào bên này. Và mình vuốt đều nó thôi. Đó. Vậy là mình lắp xong hai cái xương. Bây giờ mình sẽ lắp vào cái khung này. Thì các bạn để ý, ở đây có cái tai này. Mình sẽ luồn vào cái rãnh thứ hai của cái lưỡi cao su. Đó. Các bạn cứ làm như thế này, tiếp tục như vậy. Cứ luồn hết. Rất dễ đúng không các bạn? Đấy, và bước cuối cùng là đây. Các bạn sẽ ấn mạnh cái đầu này vào để cho cái tai này nó vào đúng cái lỗ này để nó giữ ấy. Đó. Thế là xong. Và cái lưỡi phụ kia mình sẽ làm tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ lắp vào xe. Lắp vào xe thì các bạn làm lại các cái bước ngược lại vừa nãy. Cái bước vừa nãy thôi. Và để ngược lên, để mạnh lên. Vừa nãy mình tháo ra mình để xuống, bây giờ mình để lên. Đó. Và cài cái lẫy này vào. Bây giờ nó không ra được. Ok. Như vậy là xong. Cái bên phụ các bạn làm tương tự nhé. Mình sẽ không quay nữa. Ok, video của mình hôm nay thì đến đây là kết thúc rồi. Mình chỉ hướng dẫn các bạn như thế thôi. Rất là dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.